Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay cuối tuần nha, em lên xe vui cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi thì cuối năm nha, hàng bên giao hàng có khi kiểu đơn hàng nhiều quá nha, có khi giao hơi chậm xíu ha, chậm hơn ngày thường nha. Thì cái nhà mình chốt đơn thì nếu mà có giao chậm xíu, cả nhà thông cảm giúp em ha. Rồi, thì hàng bên em sale rồi nha, em sẽ không sale nữa nha. Thì cả nhà mình cân nhắc trước khi chốt cho em ha. Cả nhà có chốt một con hay hai con vẫn là giá đó nha. Thì em báo gì để anh em mình đỡ mất thời gian chốt đơn thôi nha. Rồi, đầu tiên nha, em lên với một con tôm mì nha. Tôm mì là thương hiệu Mỹ. Con này chạy máy máy thủy luôn, máy thủy ETA nha. Mặt của nó thiết kế kiểu ô ly vuông á, nhìn như 3D nha. Cọc số học trò dạ quang cái chấm bi nha. Này kiểu này em thích kiểu tôm mì á, mặc đồ giày dép này nè, thương hiệu cũng nổi tiếng của Mỹ. Dạ quang chấm bi, lịch gốc 3 giờ, kính zin nè, có lông mèo, nhìn nghiêng có lông mèo nha. Nói chung nè, chỗ này có vết xíu là không không thành vấn đề nha. Trong kính này anh em kỹ bu lia là đẹp, nhưng mà em nghĩ hàng si để gì đẹp này. Kính này cũng 80 85 trầm. Bản thép ha. Thì này bản lạ, có chữ T chữ H. Em nào tên TH nè. Thì ký hiệu này của tâm mì nè. Dây khóa bản thép ha. Full zin nè. Khóa dập hiệu. Mặt sau đây đáy sấy nha, hiện nay ghi thông số 100% thép không rỉ. Rồi con này thương hiệu Mỹ nha, máy máy thủy ETA nha. Con này xe ngang của nó 41, mỏng thì 109 nha, nó lịch gốc 3 giờ ha. Dây thì con này dài nha. Còn dài dây này 18 vừa nha, tay 17 vừa được ngón rưỡi. Khuyến cáo anh em tay vừa 18 thôi, 17 năm 17 năm thoải mái nha, nó đeo cho thoải mái xíu. Thì sang mặt này anh em tầm 18 đổ lại đeo đẹp rồi, lên tay 7 càng cúp ha, độ mới cũng còn cao này, tầm hơn 80%. Rồi sang ngang đó nha, 41 ha, mỏng 106, càng đó đây 51.2. Rồi bữa nay em bán là 780k nha, sale cho nhà hàng giá này là 680 đi, 680k nha. Cho con tâm mì ha, máy thủy, máy ATA thủy vẫn là mã cũ đây, X78. Rồi em lên tiếp cho nhà một con Daiso, con này cũng máy thủy sĩ nè, này thương hiệu của Ý, máy thủy luôn, lịch gốc 3 giờ luôn nha, đang chạy rất ok ha. Thì em thích kiểu đeo bảng mà dáng vuông á, vuông mặt tròn dây da chốt này, dạ quang sáng được cái là hai hai của lịch luôn ha. Mặt mặt bạc chảy tia nha. Cái nhà nhìn thấy cái vỏ, cái mặt con này là biết mới rồi, cái vỏ vỏ thép đúc ha, khoai sước nha. Khoai sước nhà sản xuất nha, tức là chưa có đánh bóng xì ba gì đó, mà độ mới còn cao nha. Kính zin không sức mẻ ha, dẫn báo quét lông mèo bên hông ở đây. Dáng con này cũng lạ, mặt sau dẫn là hình anh thổ dân thôi, đáy sấy ha. Con này chạy máy thụy sĩ Ronda luôn, mấy dòng máy Ronda cũng bền. Dây zin đó nha, dây zin đó, nhưng mà nó có hơi hở xíu nè. Đó, nói chung đeo bình thường không có thành vấn đề gì đâu, em có báo ha. Nè, dây zin vẫn còn đeo bình thường nha, nhưng mà có hơi hở xíu, có báo dây khóa khóa zin dập hiệu, dây cũng còn đeo chán nha. Trong dây zin cái nhà đeo thêm năm mấy chưa xin về, lên tay cũng bình thường, mình lúc mình đeo thì sẽ ôm vô bình thường hết à. Lên tay quẩy nè. Rồi anh em kiểu thích đeo dòng mà vuông vuông tăng mà kiểu dáng này cũng hơi lạ ha, thiết kế như cái nhìn như đĩa bay nha, nhìn như cái đĩa bay vậy ha. Rồi một con Daiso thương hiệu của Ý á, máy thủy. Rồi con này xe ngang của nó nha, 40 ha, nếu mà đo cái càng qua đo đây 49.5, mỏng thì 9 ly. Đó, máy thủy sĩ bản full luôn, full zin hết à, dây khóa còn đeo chán hết. Rồi con này bữa làm bán 750 nha, bán 650 là máy thủy sĩ nha, 650 vẫn là mã cũ nha, X62. Rồi em lên tiếp cho nhầm con thương hiệu dòng Senco nha, Quiret nè, dòng Senco này pin solar chạy 6 kim ha, 6 kim một cốt. Thì thường 6 kim một cốt sẽ là đầy đủ nha, lịch ngày lịch thứ nè, 24 giờ chỉ ngày đêm nè. Con này kính lồi, kính zin không sức mẻ, nhìn nghiêng có lông mèo nha, có vết lông mèo xíu đây nè, không đáng kể đâu. Này bu lia được ha, xử lý được hết, nguyễn là không sức mẻ, là đẹp nha. Này độ mới cũng còn ok, bản thép, dây khóa bản thép.
Thì con này nha, là cái dây này thì nó màu đen ha, nhưng mà vẫn là dây zin của nó nha, vẫn là dây zin đó ha. Về ví dụ anh em mà tay nhỏ mở mở cái mắt dây này ra, kiểu bên Nhật về sao để gì luôn. Khóa zin đó nè. Bên hông ở đây. Phay xước. Bản thép đúc ha, nấm dập hiệu. Mặt sau thông số đủ. Thì nó là chuẩn luôn này, mấy dòng này là chuẩn máy của Senko. Dây cũng còn dài. Này dây 10 17 17.5 thoải mái luôn. 17 hở vậy nè. Lên tay nè. Thì xay mặt này thì xay tay 17 là vừa rồi, mặt mặt xanh trẻ tia ha. Cọc số thép. Này đo nha, đo nếu mà đo rìa vậy nè, 38, nếu không đo rìa đo đây nha. 37.5 ha. Càng thì đo đây 43.6 mỏng. 10.4 ở bản thép. Độ mới ok nha. À, con này bữa bán 680, bán này 5 580k luôn. Đó, 580k luôn nha. Vẫn là mã X76 đi. Rồi 550k luôn nha. X76 ha. Này kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Đó là Wired, là dòng thương hiệu Senko nha. Anh em nào xài mấy cái thương hiệu đâu biết rồi. Rồi sẵn 6 kim thì em lên với nhà một con này nè. Này Milano, này của Ý nha, Ý ha, Pháp nha, nhưng mà máy Nhật. Cũng là chạy 6 kim nhưng mà 6 kim 3 cốt có lịch ha. Có lịch nè, chạy bấm. Này 3 kim chính nha, 3 kim chính là bình thường nha. Này kim thể thao nè. Thể thao này 24 giờ chỉ ngày đêm bấm thể thao thôi. Kim 6 giờ chạy nè. Con này mặt trắng thư sinh á, anh em tay vừa thôi. Đó. Cái này kiểu dáng cũng xay, cũng xay vừa cho anh em tay vừa, đủ loại 17 đủ loại đeo đẹp. Dây khóa zin Demi nè. Bên hông vẫn còn phay xước nha, phay xước nhà sản xuất. Tức là chưa có đánh bóng xì bai, nếu mà đánh bóng xì bai nha, thấy sẽ bóng lưỡng nha, bóng hết à. Con này phay xước còn chắc zin nó còn. Dây khóa, khóa dập hiệu. Này chuẩn mấy Nhật, cái siêu sao chưa bóc luôn mà. Thông số đủ nha. Rồi, bản thép thép đúc toàn thân luôn á. Rồi con này xe ngang 37.5, càng luôn là 45.7 mỏng, 12 ly. Rồi, bấm ngân thể thao reset full chức năng nha. Có nhiều anh em hỏi full chức năng chạy ok mới bán được nha, còn hàng lỗi sẽ bán nha, hàng lỗi ha, có báo hết rồi. Kính lồi không sứt mẻ, kính còn đẹp, dẫn báo vết lông mèo luôn nha. Lịch gốc 4 rưỡi ha. Con này hình như kim của Dạ Quang thôi, mặt trắng kim Dạ Quang thôi nha. Rồi dây để coi dây tay. Con này thì dây 18 vừa 18 á, khuyến cáo 17 năm nha. Xây mặt này anh em tay 17 năm mà đeo ok rồi. Dây 17 dư được ngón rưỡi. Rồi 650 nha. Bữa bán 650 ha. Sale này 550 luôn nha. Mà X82 ha. 550k luôn mà X82 nè. 550. Rồi em lên tiếp cho nhà một con đây, dòng thợ lặn nha. Con này dòng Oren á, Trojan Country dòng Oren. Con này thì nấm cổ chai nè, đáy vặn nè. Đó, ký hiệu của nó là dòng Oren mà, nó thuộc chuẩn nội địa Nhật rồi. Nè, ghi sao băng nè. Lắp ráp sản xuất trong nước Nhật ha, có hình bát quái. Anh em nào kiểu phong thủy á, bản thép. Con này chống nước tới 200 m. Ghi 200 200 bát, 20 bát. 100 m hay 20 bát đúng rồi, 200 m nước. Thì con này là bản thép đó nha, ký hiệu của Oren. Dây khóa zin hết luôn. Mặt nó cũng có bát quái nha. Mặt nó kiểu con có hình bát quái ha. Cọc số có Dạ Hoàng. Con này dòng thợ lặn mà, tắm rửa đi mưa bê cũng được, mày xây lưu ý nó không bao nước nha. Cái thông số chống nước nó rất cao, nhà xài nước thoải mái mấy dòng này. Nó này xây được ha. Thì con này nha, kính nó không sứt mẻ gì hết, nhưng mà kiểu nè, nó kiểu anh Nhật anh đeo anh ma sát với nè, có hơi có vết xíu giữa nè. Là về anh em kỹ mình bu lia ha, bu lia cho bóng cho đẹp ha, nên em sell này cho mạnh luôn, cho nhà về làm ha. Bên hông cũng đẹp, phay sức. Nói chung bản thép mà nấm cổ chai đáy sấy máy Nhật cái nhà xài siêu bền, dòng thương hiệu của Oren. Rồi con này xe ngang đo vậy nha, 39.4 đi, nhưng mà không đo rè nữa cũng là 39 này. Càng luôn là 45.5 mỏng, 10.3 nha. Mặt xanh, xanh lịch gốc 3 giờ. Bữa làm bán 600, sale cho nhà giá này 480 đi. Cho nhà về đánh kính ha. Thì hàng bên em đã sale rồi nha, nên em sẽ không có sale nữa ha. 480 nè. Mã X51 ha. Đó, cả nhà mình cân nhắc trước khi chốt giúp em ha.
Rồi, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên chỗ nhà đây cặp mày nha. Cặp mày thì bữa cặp kia thì bán rồi. Cặp mày em sell cái nữa cho nó bay luôn. Cái này thì cái nhà cần cổng dây đó, mua cổng dây này là bằng cái tiền em bán cái ha. Bán cái con đồng hồ cặp đồng hồ xây này rồi. Nó là Swatch Swiss chuẩn thụy sĩ ha. Này mua cho mấy bé hoặc là mấy anh nam á thích đeo dòng thụy sĩ mà siêu nhẹ. Này nam nữ dùng chung á nè. Mặt thiết kế cũng độc. Mới lắm, này mới tin nè, nhìn cái bộ dây là biết rồi. Dây là dây này kiểu dây đà điểu nha, dây đà điểu ha. Mấy cái dấu này nè, thường anh em kêu đà điểu. Mặt trong rồi, dây zin đó luôn á. Dập hiệu nè. Swatch, không phải dây gì đâu ha. Lắp ráp Prang, tức là Pháp hay gì đó, mắc in Pháp. Đây, cái máy thụy sĩ nha, thấy đã không? Đang chạy, bánh xe đang chạy. Nắp này mở cái thay pin ha. Nhựa trong thấy máy luôn. Độ mới cao, dây khóa zin hết. Rồi nam nữ dùng chung dòng này nha. Xe ngang là 33.3 mỏng 8 ly. Đứng luôn 38.5. Rồi bữa thì em bán con này là 400 nè, là bán tặng con này á. Con này thì về chứ đeo thôi, nó chỉ bị chỗ này xíu nè, không thành vấn đề nè, vẫn đeo bình thường hết nè. Này cho mấy bé bé gái hay mấy chị nữ đúng rồi, từ cái màu đó nè. Bông hoa quá. Nhưng mà vẫn là máy thụy sĩ chuẩn ha. Cũng lộ máy vậy đó, hai con giống nhau à. Rồi xây cũng vậy luôn, xây ngang cũng vậy luôn, mỏng hai con có cỡ nhau nha. Rồi con cặp này thì em sell cho nhà cái nó luôn 300, 300k là hết giá nha. Vẫn là mã này lên cho em mã mã cặp 300k ha. Mã cặp 300k mã cặp này về chỉ đeo thôi, về lên tay máy thụy sĩ xài siêu bền. Nó y vậy nè. Nói chung hai con xài được hết á, đeo bình thường. Rồi con này nha, con này anh em nào mà thích sưu tầm lạ lạ chốt này đi. Này hôm nay em sale lỗ luôn rồi. Em sale qua vốn luôn á. Con này thì nó có điện tử, nó là dòng thương hiệu Nissan là của Mỹ á. Thì nó có đo độ F nè, độ C nè, cái này nè, nó có đo đây nè. Đang đo độ F nè, bấm vô đây qua nhảy qua độ C nè. Đó, độ C 32 độ C nè. Đó. Qua đây độ F mà. Độ F là đo cái gì nha, đo khí quyển cái gì đó không biết, anh em nào gần độ F biết ha. Thì trên đây hiển thị nè, ở trên trên nè, ở trên hiển thị thứ ngày tháng giờ nè đó. Bấm qua này là báo thức nè, này bấm giờ thể thao nè, giờ đếm ngược nè, nó quay lại giờ bình thường nè, với đo nhiệt độ với đèn nè. Đèn nút 10 giờ ha, này mới lắm, này kiểu dòng quân đội á, Nissan. Nhưng cái màu của nó màu kiểu rằn ri mà màu nổi quá thì cũng hơi kén anh em, kiểu người ta thích đeo tối tối xíu nhưng mà này hơi nổi xíu. Mà anh em lên bộ đồ nào mà kiểu sáng á, lên con này thì đúng luôn, đúng nổi luôn ha. Tùy tính người mười ý thôi, nhiều anh em thích nổi thì con này em sell cái nữa là qua vốn rồi đó. Anh em này mua kiểu trong lô thì bán gần hết lô thì sell thôi, mình đã canh được vốn mình sell nó hơi bình thường nha, mà độ mới nó cao lắm nha chứ không phải sell là cũ gì đâu. Rồi xe ngang của nó là 48 mỏng nè, 16 đi 7, 16.7 đứng luôn là 57.6 ha, lên tay 7 ha. Này chắc lắm, anh em tay 16, 15, 16 đeo bình thường nha. Này kiểu đeo ngầu mà. Rồi con này 380 nha, 380 ha, vẫn là mã C34. 380 mã C34 nha. Mới nha, còn đẹp lắm, chức năng điện tử gì đó. Anh em thích dòng điện tử chốt đó. Lụa nữa nha, em bán nhà con lụa này, lụa thì sỉ ha. Cái kính là kính giác cạnh, kính giác cạnh, cái sọc mặt của nó sọc thẳng, nhìn cũng độc lắm. Đính 4 viên đá ha, máy thì sỉ luôn, con này chạy máy thụy á, mấy dòng máy thụy xưa nha, nó chuẩn lắm nè, dây khóa mới lắm. Này mua cho mấy chị nữ đeo rất xinh luôn. Mặt sau đây, nó là thương hiệu Aurelia là thụy sỉ nha, máy thụy luôn đó. Siwit nè, viết tắt Siwit. Lấm đính viên đá đen. Nói chung con này độ mới cũng còn ok, cái vỏ cũng đẹp, kính giác cạnh. Rồi xe ngang con này ha, à, dáng vuông 20.7, đứng luôn là 27.5 mỏng 6.4. Rồi này mới á, này dành cho mấy chị nữ cũng được. Rồi bữa làm bán 350, bán này 300 nha, 300k tự này máy thụy ha, 300k nhà như đang mua cục máy nha, mà độ mới này còn cao nữa. Đeo thấy dòng lụa chứ đeo sang lắm nha, lên tay nè.
Rồi, 300 mã 012 máy Thụy Sĩ ha. Con này em bữa em báo lộn, con này máy Nhật. Con này Aurelia máy Nhật nha. Máy Nhật ha. Bữa cũng báo lộn máy Thụy luôn, nên này đến nay em bán rẻ cho. Nó là cũng dây lụa vàng hồng. Cũng là kính giác cạnh nha, nhưng mà mặt đen bao công. Bên hông này độ mới cũng tầm 80 thôi, 80% hàng si báo gì được. Mặt sau vậy thôi, thông số đủ máy Nhật ha. Đó, nè, sao băng, ghi sao băng nè. Đính viên đá đá trắng ha. Nè, đính đá trắng. Rồi con này thì xe ngang cũng vậy nha, giống con đó 2008. Hai con giống nhau nha, nó chỉ là khác máy thôi. Rồi con này bữa làm bán 250, em sale này giá là 200 thôi. 180k đi. 180k chuyển khoản bao ship nha. Nó như bán siêu rẻ cho nhà rồi. 180. Mã 011 nha. Máy Nhật ha, cho mấy chị nữ. Giá này mấy chị mua đeo ok rồi. Cho con nội địa Nhật. Rồi một con Bolshemik thương hiệu của Anh Quốc. Con này thì anh em kiểu thư sinh á, thích dòng bản lụa nè. Có thương hiệu Anh Quốc ha, dòng thương hiệu nổi tiếng nha, Bolshemik. Dây khóa của nó nè, full zin đó nè. Này nó như con DW vậy. Như thương hiệu cũng ngang ngửa nhau, đúng với dập hiệu. Mặt sau đây, đáy sấy ha, này là đặc biệt là đáy sấy nha. Nó bản thép, da băng, thông số đủ nha. Chắc lắm, này chắc hơn con DW nhiều, cũng mỏng vậy á. Này dành cho mấy anh mà kiểu thư sinh hoặc là làm việc văn phòng nữa. Lên tay nè. Mặt trắng, cọc số kim ha, cọc số kim nhuyễn nha. Dây khóa zin hết rồi. Rồi con này thì xe ngang của nó là 40 nha, mỏng. Nó có 8 ly thôi. Chiều đứng luôn là 46 đi. Bữa làm bán là 750 vậy, sale cho nhà này 650 thôi nha. 650k mà X73 nè. 650 mà X73 ha. X37 chứ. 650 mà X37 nha. Rồi, Bolshemik ha, thương hiệu Anh Quốc. Máy Nhật nữa nha. Rồi một con thương hiệu Komono máy Nhật nha. Con này cũng dán lụa, dán tăng nè. Ê, dán lụa nha, mặt tròn nè. Cọc số cái em cái nấm chứ, nấm rất độc, nấm nằm gốc ở 4 giờ nha. Con này để em coi. Thông số đủ nè. Con này máy Nhật ha, con này máy Nhật á. Con này vỏ nó là vỏ si nha, vỏ si nhưng mà còn đẹp ha. Nên con này nay em bán giá cho nên em thích dạng bản lụa đeo thôi. Độ mới cao lắm. Dây khóa zin á, nhưng mà nó là máy Nhật Miura nha, máy xịn á. Máy đeo cũng siêu bền, kính còn đẹp. Không sức mẻ. Lên tay nè. Thấy gì chứ máy này lên tay độc lắm nha. Dễ đeo lắm. Dễ lên đồ. Rồi xay nó cũng hơi to xíu. 41.8 mỏng. 9 ly. Đứng luôn là 49 ha. Độ mới cao á, con này 90, 90%. Rồi, bữa em bán con này em bán cho nhà giá 330k đi. 330k vẫn là mà X77 ha. X77. Giá này là anh em mua xài ok rồi. Như mua cọng dây cái nhà càng mua cái gần cả 200 ngàn. Dây xinh chắc lắm. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi một con này nha, thương hiệu Novao, lịch gốc 6 giờ, con này độc lạ nè, kim lạ nè. Đó, ví dụ bên đây màu xanh nè, qua đây màu đỏ nè, nó độc ha. Lịch gốc 6 giờ kêu lịch lọc đó nha. Mặt trắng, con này mặt trắng sữa nhìn nó lạ lắm. Vé tròn ha, mặt tròn nè. Tròn kiểu nó không có càng đâu, nó không có thiết kế càng. Dây của nó nè, dây zin nó hết, bản lụa luôn. Này lên tay cũng độc. Máy Nhật. Này bản thép đó nha. Em cho nhà xem. À, bản thép ha. Nè, bản full thép. Rồi, con này thì độ mới còn cao. Xe ngang của nó là 39.6 mỏng. 8 ly 4. Thì cũng tròn vo nha. 36. 39.6. Dây khóa zin hết rồi. Con này rất là độc ha, cái mặt độc, kính đẹp không sức mẻ, dạng bóng lông mèo, kính này đẹp, khóa zin dập hiệu. Rồi bữa bán 750 nha, bán này với nhà giá là con này em sale nha là 650k đi.
650 mã 019. 650 019. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên cho nha một con bôi lương đôn. Con này kiểu anh em thích sưu tầm lạ lạ thôi. Con này nó mới lắm. Thường mấy dòng này là vỏ si ra, nhưng mà máy Nhật ha. Đó, độ nứt si còn đẹp lắm. Thời anh em sưu tầm lạ lạ, dáng lạ này. Đeo không đụng hàng chốt cái này. Bôi lương đôn của Mỹ nha. Lên tay nè. Này nó thiết kế hình gì, máy bay hay gì, hay quả lựu đạn gì đó. Mặt sau đây thông số đủ này, có ghi ký hiệu ký chữ ký gì lắm. Cho anh em thích kiểu lạ lạ chút này còn đẹp lắm, dây khóa còn đẹp mới mà. Rồi, con này thì xe ngang của nó là 535, mỏng 7 ly rưỡi, càng là 42.6. Rồi con này em bữa làm bán, con này em bán cái nhà giá luôn 450k đây, 450 mã 015, dòng sưu tầm ha. Bôi lương đôn mặt nó thiết kế nha, y như bạc, nhìn trong như bạc nha. Rồi em lên tiếp cho nha em, đây một con này nha. Con này dòng y như mấy con mà radio cổ vậy, radio vỏ đá nha. Aurelia thương hiệu Thụy Sĩ. Con này hình như nó chạy máy Nhật nha, máy Nhật thôi. Dây khóa, dây vàng hồng. Thì kiểu này em thích đeo hoài cổ mà tay nhỏ thôi. Mặt sau đây Aurora ha, dây còn dài lắm. Lên tay này chưa, dây con này như chưa cắt, dây dài sọc. So với mặt này dây quá dài nha, này anh em tay nhỏ thôi. Kính đó nha, kính nó kiểu là nè, nó như kim cương vậy, nhưng mà nó có vết nè, có chấm đây nè, có báo ha. Nên này giờ sale rẻ cho. Xe ngang của nó là 32 đi, 31.7 và 2. Chiều đứng luôn là 37 nha, mỏng nè, 7 ly 7. Bữa ông bán 4 450 nha, sale cho nhà này giá là 3 300 đi. 300k nha, tự nó có lỗi chỗ kính ha. Sale rẻ cho nhà sưu tầm luôn. 300k vẫn là mã 028 nha. Cho anh em thấy 300k mã 028 nha. Này về đeo đẹp lắm, anh em mà kiểu thích kiểu hoài cổ nè, lên tay sang dán hộp dịch mà dán mấy mấy con radio nha. Rồi em lên cho nhà một con điện tử nè, về cho mấy bé hoặc mấy anh thích đeo điện tử không chốt này. Con này nó dòng cao, nó có nhiều chức năng lắm nha, nó đo thủy triều nè, xem trăng sao nè, cái này đo gì nè, đo xem nè, xem tiểu trăng cái gì đó. Nó này nó nổi lên nè, trăng nè, trăng sao nữa nha. Đó. Về mình chỉnh thêm, nghiên cứu thêm, nó nhiều chức năng lắm. Dòng cao một này giờ đếm ngược nè, bấm giờ để báo thức chứ, alarm báo thức, bấm giờ thể thao nè, chỉnh thêm múi giờ thế giới nè, quay lại giờ bình thường này, đèn nè, đèn ở giữa nè, chữ lay nè. Như con này thì độ mới ok lắm, nó cũng thuộc dạng cổ cổ, dòng casio, casio điện tử, dây của nó dây cao su ha, khóa nè. Mặt sau đây thông số đủ nha, mấy dòng casio nó chuẩn nha, nó dòng chuẩn nội địa rồi. Xe ngang 41 mỏng 14, chiều đứng luôn là 46, chức năng chỉnh giờ ok rồi. Rồi bữa nó bán 380 nha, sale này là 280k đi cho nhà dễ sưu tầm ha. 280 mà giá sưu tầm 021 nha, 021 ha. Rồi một con này nha, sẵn điện tử thì con này thuộc dòng cổ rồi, nó tới năm 2020 hay máy 21 vậy nha, nè, tới 2018 nè. Kiểu nó dòng cổ rồi nha, kiểu nó lâu mà. Xưa anh em thích hay sưu tầm đồ cổ này, chốt mấy này, Casio cổ. Sao băng, la băng chuẩn lắp ráp sản xuất trong Nhật. Dây khóa của nó tới giờ này mà còn zin luôn nha. Dây khóa zin hết luôn. Sao băng nè. Mấy dòng nội địa thì siêu bền nè. Thế này em chỉnh ok rồi, em chỉnh đúng cái năm để cho nó thích hợp xài trong năm nay luôn nè. Bữa nay tháng 1 ngày 27. Đó, ví dụ thích hợp. Thì điện tử này nó nằm trên màn hình nha, nằm trên màn hình rất độc. Ví dụ tắt điện tử nè. Nó tắt điện tử coi kim không nè, hoặc là mở điện tử nè. Ngày tháng thứ nè. Đầy đủ nè, ngày tháng thứ giờ luôn, tắt nè. Muốn coi nào cũng được, tùy theo mình thôi. Rồi bấm này là lưu lưu số điện thoại nè. Nó này coi năm nè, năm ngày gì nè. Báo thức nè, bấm giờ thể thao nè, hát xét chỉnh kim nè, anh em chỉnh ok rồi. Rồi con này thì
cái đèn là nút đây nha, nhưng mà nó nè mất đèn rồi, nó mất đèn rồi nha. Anh em nào về biết cái chỉnh được mình chỉnh nè. Con này là bấm vô là không không thấy đèn, nhưng mà điện tử vẫn xài bình thường, thì nó là vẫn là pin thường nha, hết pin thay ha. Nó thuộc dạng nội địa mà mặt sau thông số đủ hết, nên này bán rẻ luôn cha. Rồi xe ngang đó ha, xe ngang nó là 42.8, càng luôn là 46 mỏng 12 ly 6, độ mới cũng ok, bản full zin nó luôn rồi. Rồi con này bữa làm bán 300, sale cho này giá luôn, giá siêu rẻ luôn, 190k đi, 190k, vẫn là mã 022 nha, 022 chuyển khoản bao ship ha. Rồi này giá số rầm ấy nha, giá này hết hết bài rồi, kiểu dòng nội địa mà. Còn máy thì vô combo thôi. Con này là thương hiệu Atanta, con này dòng cũng cũng Oren nha, nó cũng thuộc Oren nhưng mà nó là titanium thép máy bay ha. Con này anh em kiểu thích sự đơn giản á, kiểu học học trò nha, cọc số học trò nè, thư sinh á, lịch gốc 3 giờ là chốt này đúng. Dây khóa bản titanium siêu nhẹ, bên hông còn phay xước mà. Titanium mà còn phải sớt là biết. Con này hàng chưa cắt dây mà, do nằm trong lô thôi, nhìn nó lông mèo thôi chứ nè, đâu có ai mà đeo đồng hồ để dây gì đâu. Kính zin không sức mẻ ha, vẫn báo có lông mèo nha. Kính con này còn đẹp nữa. Mặt sau đây đáy sấy ha, đáy sấy bản titanium full máy Nhật nha, em bao nhà máy Nhật hết rồi. Nói chung hàng máy nào bán máy đó nha, máy nào bán được cái tiền nào của nấy thôi. Xe của nó 37.6 mỏng 9 ly, đứng luôn là 43.8. Có nhiều anh em ta mua đồng hồ không phải về để xài, ta chỉ là sưu tầm thôi, ta sưu tầm có mẫu này mẫu kia thôi, cũng không quan trọng máy nữa. Nhiều anh em ta mê đồng hồ gì, còn em mà ví dụ mua mua đồng hồ xài, mình nên chọn những con cái gì nè, nó siêu bền, nội đồng có đá, đeo dạng bền theo ngày tháng, nên chốt mấy này. Nó con này pin năng lượng ấy nha, solar pin năng lượng, pin khỏe luôn, lịch lúc 3 giờ, kính còn đẹp, độ mới còn cao. Rồi con này bữa nó bán 450, sale này là 380k nha, vẫn là mã 020 ha. 380k mã 020. Đó. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Này độ mới cao, nó bản titanium gì là đẹp lắm nha. Rồi sẵn titanium thì con này luôn, cũng là pin năng lượng nha. Nó có hai cái phím sạc nè. Thì pin năng lượng cái nhà xài đúng cách nha, đúng cách là nó cục pin sẽ bền ha. Tức là mình đeo ra tiếp xúc ánh sáng mỗi ngày á, sẽ bền lắm, nó pin nó sạc á, vô bền lắm. Hoặc là nếu mà nhiều đồng hồ quá không đeo á, cứ ba bốn bữa bốn năm bữa ra phơi nắng xíu 15 20 phút đem vô là nó sạc pin nó xài ha. Con này độ mới ok nha, cũng là bản titanium thép máy bay luôn, anh em dị ứng với bản thép inox mồ hôi muối nữa chốt cái này. Nhưng mà máy dán này dành cho anh em tay vừa tay nhỏ thôi, 100 m chống nước 100 m, bản titanium này. Thương hiệu Thụy Sĩ Aurelia nhưng máy Nhật thôi, nó hình như nó xài chung với máy của Citizen, dây thoải mái. Cọc số học trò rồi, con này anh em tay nhỏ thôi, anh em có nhiều anh em tay 14 15 nhỏ xíu à. Đây xe ngang của nó nè, 40, cái thước này nó mát, rồi xe ngang 36 nha, chiều đứng luôn là 40 nè, 40.04 mỏng nè, 9 ly 7 ha. Đó. Rồi con này em bán bữa là 380. Rồi em sale cho nhà giá là 300 đi nha, con này 300 đi. Tưởng nó là pin năng lượng. Y như nhà đang mua cục pin vậy đó. 300k mà 026 ha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Rồi, bắt đầu em lên Casio cho nhà đi ha. Con này nha. Đó. Dòng Casio cũng nội địa, dòng này thuộc dòng nội địa, nó cũng là dòng đời đầu của Casio. Nó tính cái dòng cổ luôn á, sa băng y nè, sa băng y nha, mã WX100Z. Thì con này nó đọc cái là điện tử nằm trên màn hình nè, điện tử nằm màn hình, nhiều tắt điện tử nè, mở dây nè, mở ngày tháng năm nè. Tùy theo mình thôi, mở đầy đủ nè. Bấm này là xem múi giờ thế giới nè, GMT nè, xem thêm múi giờ thế giới, London, Paris, Pháp nó đầy đủ hết. Con này dòng cao á, báo thức nè. Bốn báo thức này báo giờ lặp lại nè, báo tiếng nè, quay lại bình thường, 100% pin nè, bấm giờ thể thao nè, HZ chỉnh kim cho trùng giờ điện tử nè. Con này em chỉnh ok rồi, quay lại giờ bình thường. Đèn thì đây nha, đèn đèn led, đèn led tối bấm lên coi giờ ha,
cho mấy chú mà đứng tuổi mà coi giờ buổi tối nữa. Mà con này thì cái full zin nhưng mà nước sơn đây hơi phai phai xíu, nhưng mà nó vẫn hợp với cái màu con đồng hồ này, vẫn hợp màu dây luôn, không thành đáng đời nha. Hàng si cũng phải phai xíu ha, bên hông còn đẹp, kính còn đẹp, không sức mẻ vẫn báo quất lông mèo ha, chuẩn nội địa rồi, lắp ráp sản xuất trong nước Nhật luôn nha. Này dây dài lắm, này dây tới 10 dây 19 vừa nhưng mà khuyến cáo 18 năm để thoải mái đầy đủ ha. Độc lạ nha anh em, sưu tầm em là thích kiểu nội địa, điện tử nội địa Nhật 42 nha, xe ngang ha, mỏng 15, càng cúp tay đeo cũng vừa rồi, dây khóa zin hết. Rồi bữa em bán nha 450, sale này nhà giá là 380k luôn, giá này chưa từng có của cái dòng này luôn nha, 380k mã X89 nha, chưa từng có cho bán dòng này luôn. Rồi sẵn thêm lên cái nhà dòng Multiband 6 nha, con này 7 kim ha. Thì cái này đồng hồ 24 giờ, cái đồng hồ 24 giờ đây nè, chỉ ngày đêm nè. Này xem chỉnh báo thức nè, xem múi giờ thế giới nè, này chức năng nè, ngày tháng thứ nè. Đó, đếm ngược nè, thể thao nè, báo thức đầy đủ hết đó. Lịch vạn niên ha, con này mặt xanh mà cọc số có dạ quang. Con này cái dòng này chỉnh giờ kiểu công phu nha, chỉnh chỉnh giờ mấy này cũng hay lắm, dạ quang sáng lắm. Mặt đen, nhà thấy cái này cũng còn mới nè. Kính zin không sức mẻ dạng báo quất lông mèo ha, bản dây cao su là bản thể thao nha, anh em mà kiểu đeo chạy bộ không thấm mồ hôi nữa đó, phay xước bốn góc còn đẹp, dây khóa bên hông này, mặt sau nha. Thì con này vẫn là mang mã là WVQM410, search Google ra mấy dòng này nha, mới bên mấy bên Nhật mắc lắm, nó cũng thuộc dòng nội địa. Anh em mà thích chỉnh giờ mấy dòng này trải nghiệm mới có báo em. Em có video chỉnh giờ xe 42.8 đi, mỏng 12 đi 8, có chức năng đếm ngược bấm thể thao nha. Cái này là chức năng thể thao nha, để này quay cái bấm thể thao rồi. Con này có giờ đếm ngược hay lắm, chỉnh giờ cũng hay. Có nhiều anh em ta đeo đồng hồ mà kiểu ba kim bình thường á, kiểu chán là chuyển qua mấy đồng hồ 6 kim Casio chức năng này. Nó là pin năng lượng ha, pin năng lượng lịch vạn niên luôn, báo thức này đầy đủ hết rồi. Rồi bấm thể thao nè, đầu tiên bấm thể thao nè. Mà bấm ngưng nè, reset nè. Rồi bấm nút 8 giờ cái nữa bấm nó giật qua chữ TR nè. TR điểm ngược nè, nó bấm giật về chạy ngược nè. Đó. Sáng mình bấm y gì á, đi uống cà phê vậy, để chạy đâu nửa tiếng 1 tiếng vậy đó. Nhưng mà giờ vẫn bình thường chứ không có sai lệch gì nha. Nó rất là độc luôn, chạy ngược ha. Bây giờ điểm ngược. Bấm ngưng cái nè, reset dưới nè. Rồi bấm này cái là coi múi giờ thế giới nè, XTD nè, báo thức nè, alarm báo thức nè. Quay lại thứ bình thường nè, bữa nay thứ bảy nè. Rồi con này ok nha, con này bữa bán nha. Rồi hôm nay chủ nhật em sale cho nhà, con này giá là rồi 650 sale cái nè, con này lâu lâu sale giá này nha, nếu mà không bán được thì em sẽ bán lại ha, 650 mã K14 nha. Tưởng mấy dòng Casio này cứ về bán về xong, nói chung là về hàng liên tục nha. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em đi. Rồi 6 kim thì em vẫn còn cái này nè, giá bình dân nè. Này thì được cái là nó có đèn tự động chạy 6 kim, đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm, đo nhiệt kế áp suất, bấm thể thao nè, điện tử ha. Ngoài đặc biệt là nó có đèn tự động, tối cứ lắc tay, đeo lắc tay lên đèn tự sáng, mặt xanh, dây khóa này zin hết, nhưng mà có phai theo thời gian xíu xíu này nha. Chung hàng xây không thành vấn đề ha, giá sẽ rẻ xíu nè, có phai dây bản thép hết à, bên hông cũng đẹp nè. Mặt xanh kính zin đẹp không sức mẻ dẫn báo quất lông mèo ha. Có quất lông mèo nha. Mặt sau đây con này chuẩn nội địa sao băng H, lắp ráp sản xuất trong nước Nhật, thì dòng này nó xài được hai dòng pin nha, pin thường pin năng lượng mà nó không có ghi pin năng lượng nha, dòng này cũng dễ xài lắm, có nhiều anh em ngại ngại pin năng lượng chốt máy này dễ xài. Con này thì dây của nó là đang là 19 vừa nha, khuyến cáo 18.5 thoải mái, lên tay thì đèn tự động nè, cảm biến ha, để đó nhạy lắm, đúng tối còn buổi ngoài sáng cái những lắc bình thường cũng không cháy đâu, có nhiều anh em hỏi tắt đèn khỏi sáng khỏi tắt, cứ vô tối nè cứ nó có cảm biến, đúng tối là lắc lên là nó sáng thôi, mặt xanh ha, độ mới ok. Rồi xe ngang con này thì 42 mỏng,
14.5 càng cấp rồi nha, tao đeo cũng ôm. Rồi con này bữa long bán 480 nha. 480 016 ha. 480 mà 016. Rồi con này thì em vẫn còn con này luôn. Con này thì bản titanium, con đó là bản thép, con này titanium. Titanium nó mới hơn xíu. Dây khóa bên hông đẹp. Titanium tức là thép máy bay nha. Anh em dị ứng với bản inox một hôi muối là chốt này. Con này lắp ráp nhà máy Thái Lan ha. Vẫn là mã giống nhau thôi. Độ mới này thì mới hơn con thép nãy xíu. Con này mặt xanh luôn, xanh mực. Giống nhau, chức năng giống nhau, đèn tự động nữa cũng vậy. Vô tối nè. Đó. Đúng đàng hoàng là đèn lắc là tự sáng, còn ra sáng là không có cháy đâu sợ. Đó, nên khỏi cần tắt ha. Đem test dạ quang cho. Hai con dạ quang giống nhau nha. Con này cũng như con kia, nãy con kia chưa test đó. Nè, dạ quang nè, đèn giống nhau chỉ khác bản thôi, bản titanium với bản thép thôi. Dây con này cũng 18 thôi nha. Xi ngang của nó 42 mỏng. 14.5, dây cũng còn 18 đứng coi. Đúng rồi, dây 18 đấu lại thôi nha. Khuyến cáo ha. 17 mới dư gần hai ngón. Mặt xanh luôn. Này bữa thì cũng là này 600 nha, cái này bữa em bán em sale này 500 đi. 500k mà X19 ha. Dòng 6 kim nha, 6 kim có đèn tự động ha. Anh em làm gì buổi tối á, đeo mấy đó siêu bền. Rồi em lên chỗ nhà Multiband 6. Con này thì bản thép. Thì em hay hỏi bản thép hai máy bản thép mà chốt này đúng. Này mới lắm, độ mới phay xước. Phay xước 4 góc. Này thiếu cái hộp này. Chính zin luôn đẹp không sứt mẻ nha. 90 báo độ mới 90 luôn. Nhận hàng là vừa ý hàng si mà thấy mấy này vừa ý nha. Cái khóa đó nè. Tiền nào của nấy nha, ví dụ cái nhà mua con đồng hồ mà rẻ hơn 100-200 ngàn, độ mới không qua con này đâu. Rồi bắt đầu thấy nó hơi xấu đi xì ba, bỏ thêm 100-200 ngàn nữa xì ba xong về cũng cái độ mới sao qua cái chắc zin nha. Cái độ mới không bao giờ qua cái chắc mới mà còn zin ha. Có nhìn em ta thích cái chắc zin, mình suy nghĩ được vậy là mua được con đồng hồ si độ mới cao ấy nha, đừng có tiếc 100-200 ngàn. Hàng si nó đã mắc giá rồi, cả nhà mua có hiểu có mua thêm 1,5 triệu cũng chưa chưa có mắc nữa nha. Từ cái giá ban đầu của máy này tới mấy triệu luôn mà. Nhẫn là mã CW LCW1 M100 nha. Lắp ráp nhà máy đặt ở China ha, bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật. Dây khóa bản thép. Chắc lắm con này, dây thì này con này nha, con này thí dụ mà em đeo vậy nè, em thử nè, tức là 18 18 năm thoải mái ha. Có nhiều anh em mà không biết xe tay mình đâu. Như tay 17 rồi nè, em đeo dư hai ngón rồi. Tức là dây con này nó dài tới 18, nó phải dài tới phải gần 20 19 năm á, em mới đút được ngón tay nó vô vậy đó. Nhìn em tay to không biết, cứ nghĩ tay mình nhỏ không, báo xe tay nó hơi sai ha. Nè, kính zin đẹp cọc số học trò giáo quan chấm bi ha, em test giáo quan cho mấy này. Anh em xài chắc mấy dòng này nó thuộc siêu bền nội đồng có đá nè. Đèn pin năng lượng nha, mấy dòng Multiband 6 cứ mua bên em là em bao pin khỏe ha. Pin khỏe ở nhà mới bấm được vậy nha, pin yếu là không bao giờ đâu. Nhiều anh em xài mấy dòng này biết rồi. Xe ngang của nó là 39.4, đứng luôn 43.5 mỏng, nó 9 ly. Rồi con này em sale 850 thôi nha, sale miner 850 mà X80, 850 mà X80. Chắc lắm, này nhận hàng vừa ý là hàng si mà gì là quá đẹp. So với con hàng mới mua giá này quá hời nha. Rồi con này thì dòng cao của thằng Avella nè, con này vừa kim điện tử, pin khỏe luôn. Pin năng lượng nha. Cọc số học trò có dạ quang đèn thấy sáng không? Con này titanium toàn thân luôn nha, nè, dây khóa titanium hết. Bản titanium nhưng mà kiểu nó mạ rơm á, màu xám lông chuột nè, dây của nó nè. Avella, dòng này ngày xưa bán không kịp nha, kiếm không có, kiểu dòng cao nó cũng cao tiền. Mã OAW100 đáy sấy ha. Pin năng lượng khỏe. Xi ngang của nó là 40/7 mỏng, 11. Đứng luôn là 46, dây còn dài. Dây này chắc 10 19 luôn. 18 năm thoải mái nha. Lên tai kính zin không sứt mẻ, vẫn báo vết lông mèo, mặt của nó cũng hơi xanh đen xíu nha. Nó dòng bản quân đội mà. Rồi 650 nha, 650 mã K13 nó bán sale này. 650 mã K13 nha. K13.
Này dòng mà anh em kiểu đang sưu tầm á, kiếm có khi có nhiều anh em đặt ngày xưa đặt mấy tháng chưa có. Lâu lâu mới về. Rồi em lên dòng mua cho 36 nha. Đây. Con này bản dây gài. Dây gài mặt xanh nha. Con này mới lắm, con này dây 18 ha. Tùy theo độ mới nha. Dây của nó đẹp không? Niện nó nhìn ha, sáng trưng à. Niện còn phai sước mà, kính đẹp mặt xanh. Chạy nhiều giờ thế giới giờ thể thao báo thức các kiểu dòng mua cho 36 rồi nó siêu bền rồi. Con này kiểu bản thể thao nó đeo ngầu nha. Nó đen đây. Còn tiếng Nhật luôn, vì anh em mua là em sẽ chỉnh giờ ok ha, hoặc là anh em thích trải nghiệm chỉnh giờ mấy dòng này cứ báo em gửi video qua cho nha. Vẫn là mã WVM640, linh kiện phụ kiện của Nhật, lắp ráp nhà máy đặt ở China ha. Bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật. Nhìn cái chất nhựa sao đẹp. Rồi con này mới. Xe nghe của nó 43 mỏng 11.5. Dạo quang nó đèn sáng trưng. Còn tiếng Nhật ha, giờ thế giới giờ thao báo thức. Em có làm cái video chỉnh giờ mấy dòng này đơn giản lắm. Nhìn em coi tới coi lui hay thuộc không? Rồi con này em bán bữa là 650 mà, về sale 600 cho nha. Nay mua cho 38 em sale xuống 50k ha. Thường mấy dòng này cũng không sale tự Tết nha. Tết sale cho nhà. Mua con về đeo Tết, mấy này đeo siêu bền, mua cho bố cũng được. Rồi mặt trắng nha, này mặt trắng nhưng mà nó là titanium ha. Nó nem dị ứng mồ hôi muối nè, chốt này, này mới lắm, cho nhà xem độ mới thôi, dây của nó này. Bên hông ở đây. Mặt trắng thư sinh, cọc số trò dạo quang nha. Dạo quang chấm bi nha, đây. Test ra. Pin năng lượng bao khỏe ha. Mặt trắng thì đèn sáng hơn. Kính zin không sức mẻ dẫn báo quách lông mèo, mặt sau này. Vẫn là mã WVM630. Rồi anh em nào dị ứng với bản thép inox mồ hôi muối chốt bản titanium ha. Nó đã nhẹ, con này siêu nhẹ luôn nha. Xe ngang 41.8 mỏng. 109. Đứng luôn là 44.5. Rồi con này thì 680k phải không? Này dây thì dài rồi. Con này nó không phải là bản dây gốc, nó là dây gài nha. Nó bản titanium dây gài ha. Nó cũng là bản đặc biệt á. Rồi bữa bán 680 nha, em sale con này chỗ nhà giá là rồi, con này em sale chỗ nhà 600 luôn đi. Lâu lâu sale con này nha, 600k chứ bản này bản nó sẽ cao hơn mấy kia xíu. K3 nha, K3. Tự nó bản titanium mà sẽ cao bản thép. Rồi con đó là bản titanium, con này bản dây gốc nè. Dây gốc thì tay đeo không được. Tay to tay nhỏ thì đeo không được, lẫy lên nè. Giờ tới giờ lui, có nhiều anh em chưa biết biết chỉnh cái dây này luôn. Cái này thì mặt trắng, độ mới cũng gì á, mới lắm. Em sale xuống 600 luôn ha. Đó. Chức năng giống nhau nha. Anh em cứ chưa có hiểu cái dòng này cứ bấm là YouTube, bấm là Casio Vocopter là ra mấy này hết à. Nhiều lắm, ra nhiều. Anh em sau này ta chỉnh giờ, hướng dẫn chỉnh giờ ok rồi. Này độ mới còn cao nè. Rồi cũng vậy nha, cái dòng này có 42 độ lợi, em đo này 41.8. Càng 46.4, 44.6 chứ. Mỏng thì 10.9. Giờ thế giới giờ thao báo thức các kiểu hết. Pin năng lượng khỏe, đèn sáng. Rồi, con này thì 650 thì 600 luôn, nó cứ vậy thôi. 600 mã K4. 600 K4 nha. Rồi, con này thì mặt đen. Mặt xanh chứ. Học trò, chốt trò giao quan chấm bi. Anh em thích mặt xanh, chốt mặt xanh, đèn mặt xanh nghe nha, nè em nghiêng cho nhà xem mặt xanh nha. Nhiều anh em nghĩ tưởng mặt đen không nè, xanh dây của nó mặt xanh, bán mặt xanh với nha, chứ để anh em lộn mặt đen kiểu quay á, quay không nhìn không rõ. Mới trung độ mới cao, mấy này tuyển không nha, này đeo Tết ok rồi. Rồi 600 nha, xây cũng giống vậy, chức năng giống nhau thôi, cho nhà xem độ mới thôi. 600 mà K5, 600k mà K5 kính nhìn giống nhau hết. Rồi con này mặt đen nè, nhìn em tao hàm mặt đen chống mặt đen tùy theo sở thích thôi. Dây khóa cho nhà xem độ mới, mấy này là nó mới ngang ngửa nhau hết nha. Mặt sau đây thì cũ hơn vẫn có nha, cũ hơn em vẫn có, rẻ hơn xíu. Bên hông nè, nó dính bụi thôi à. Để em test dạo quang cho, cũng là số học trò dạo quang chấm bi thôi. Đèn đây chị gút ha. Rồi 600 luôn nha, 600 mã K6.
600k mã K6 nha. Đó. Này kết chụp hình những tên Zalo cho em, đó dòng Multibank 6. Con này dòng đơn giản ba kim mà đặc biệt có đèn tự động, nó có báo thức ha, nó ba kim nhưng mà nó nhiều chức năng nha. Báo thức là alarm, on off, on off là tắt tắt mở, lịch vạn niên ha. Đèn đèn góc 2 giờ, nó đèn góc 6 giờ, góc 12 giờ ha. Nút đèn thì góc 2 giờ ha, có đèn tự động nha. Bảng thép nè. Phai sớt cũng còn xíu xíu nè. Chỗ này nha, nó có chấm chỗ cái niền chứ không phải kính nha. Chỗ niền có chấm xíu không thành vấn đề nha. Kính zin nó có lông mèo ha, nhìn nghiêng có lông mèo, nhìn bình thường nè. Coi giờ bình thường nha. Con này cọc số nè. Dạ. Cái kiểu cảm biến á, vừa để vô tối ngay sáng thôi. Có dao quang nè. Dây khóa nè. Full zin nè, con này thì lắp ráp Thái Lan nha. Mã WQ 110DZ. Mặt sau nhìn cũng uy tín rồi. Này lên tay, lên tay nhạy ha. Đó. Cho những chú mà coi giờ buổi tối nè, dây thì chắc 19 nè, 18 năm đi. Nè. Lên tay nhạy lắm. Ga sáng thì lắc bình thường, lắc không cháy ha, khỏi tắt nha. Rồi con này bản thép đầm tay lắm, em thích kiểu có đèn tự động á, chốt cái này. Xe 39 nha, bánh chính. Đứng luôn là 44 mỏng, 12 ly 7. Rồi con này em bán 650 ha, sale 600 nha. 600k. 600k mã K12 nha. Rồi con quýt nha, quýt này em bán quýt máy trắng ha. Quýt quýt cơ, cơ cót. Bên cót chạy. Đang chạy ok luôn á, mặt sau lòi, lòi trước lòi sau ha. Lòi trước lòi sau. Máy nó màu vàng có ruby rõ ràng nha, nhưng mà vẫn bán máy trắng. Thì anh em cái biết nhìn cơ là biết máy gì rồi, nhưng có nhiều anh em ta mua về ta sưu tầm nha. Ngắm máy nè. Cọc số La Mã mặt có hơi xanh xíu ha. Này mới lắm, nguyên zin đó. Rồi xe ngang của nó là 46.6 mỏng 14.7 ha. Này bữa nó bán 380. Này bán nhà 300 luôn. 300k mã K9 nha. K9 có nhiều anh em ta mua sưu tầm bỏ túi hoặc treo trong tủ trưng bày nữa. Rồi em xem vô đó thôi nha, bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Em xin chào nhà nha.